Chào anh em nha, ở đây là Cúc Cang. Bữa nay là ngày 10, 17 rồi anh em. Thì Cúc Cang nó được tầm này ha. Mình dự kiến là 23 mình xuất á, nhưng mà nếu mà nó nhỏ này quá thì có lẽ là 25 mình mới xuất được nha. Tại vì anh em thêm xem nè, hiện tại là nó còn nhỏ quá, bé bé quá. Thì nếu mà giả sử như bữa nay là 17 thì 25 thì còn khoảng cỡ 8 ngày nữa, thì 8 ngày sau thì nó phát triển cũng khá là lớn, thì mình sẽ xuất cho anh em. Hôm nay mình nhổ cúc Indo nha. Thì tí nữa là mình quay một cái clip nhổ cúc Indo cho anh em xem. Thì cũng giống như là cái bên này nè. Anh em thấy bên này nó nhỏ cái này đúng không? Nhưng bên này nó phát triển tốt nè. Thì nó tầm này rồi. Đó, anh em xem nó tầm này rồi. Thì dự kiến là thôi mình, tại vì cái này á nó cao dày á, là nó phải đợi cái nhỏ này theo nè anh em. Thì thôi 25 mình sẽ xuất đi ha. 25 mình sẽ xuất giống cái cúc keng mình giao cho anh em. Anh em hỏi mình nếu mà 25 như vậy nó có kịp hay không? Kịp nha anh em. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình gieo á là mình gieo đúng ngày đúng tháng. Mình gieo đúng ngày đúng tháng nha, cho nên là anh em cứ 25 mình xuất thì anh em trồng xuống là nó sẽ vừa vừa y luôn. À, cũng như giống như là cái cúc Indo đó, mình cũng thông báo lại cho anh em là anh em nào mà đặt cúc keng của mình thì nhớ liên hệ lại với mình để chốt lại số lượng nha. Chứ nhiều anh em cứ đặt xong rồi cái rồi im cái mình cũng cũng vô sổ, nhưng mà nhiều khi nó cũng bị thất lạc anh em, nhiều khi nó cũng mình cũng cần anh em liên hệ lại để mà gọi là chốt số lượng á. Ví dụ nhiều khi đặt 5 thiên, 10 thiên nhưng mà cuối cùng còn lấy một hai thiên thôi. Thì anh em cũng phải liên hệ lại để mình cân đối cái số lượng mình. Tại vì năm nay là giống nó cũng cũng ít á. Do vậy mà mình phải ít nhiều thì mình cũng phải chia ra cho mỗi người có cúc để mà trồng. Có thể là đặt 5 thiên nhưng mà mình có thể giao 4 thiên chẳng hạn. Kiểu giống như vậy đó. Đó, cái bên này thì rất là ok. Bên này thì anh em xem nè. Nó mọc thưa rồi mà cây nó cũng chậm lớn á. Đây này. Nhìn thấy không? Bên này thì quá là thưa nha, thưa. Thưa là ở cái chỗ là hạt giống nó mọc yếu. Cây nó chậm lớn á, không phải là nó kiểu giống như là nó yếu đâu, nhưng mà bởi vì là cái hạt nó mọc yếu á, cho nên là những cái này nè là hạt nó mọc chậm á, còn cái bên này á là bỏ vô là hạt nó mọc liền. Gieo thì gieo cùng một ngày á, chứ không phải là gieo khác ngày đâu, nhưng mà cái lô hạt là nó khác nhau, cho nên là cái này bỏ xuống là nó mọc liền. Anh em thấy nó lớn hơn bên này đúng không? Bên này á thì hạt nó mọc yếu cho nên là chậm mọc nữa. Cây nó chút 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 nhưng mà cỡ 8 ngày nữa là nó khác biệt rồi. Giống như cái cúc Indo này bữa trước mình quay để thông báo với anh em là chốt lại số lượng đó, thì mọi người thấy nó cũng tầm cỡ này à, chứ không có nhiều, tầm cỡ này thôi phải không? Bữa nay nè đó, cây nào lá đấy to ầm luôn như rau sống. Đó thì mình làm một cái clip ngắn ngắn để mình thông báo cho anh em, để anh em liên hệ với mình chốt lại số lượng. Thì năm nay á, thật ra là anh em cứ xem nè, đây cái rò đây tới chỗ kia, tới chỗ này thôi, rồi nguyên cái rò bên này tới tiết đằng kia, thì cái số lượng giống nó không có nhiều anh em, thật sự. Tại vì khách của mình cũng rất là đông, người đặt 5 7 thiên 10 thiên mà giống đến vậy này, thành ra là không có nhiều. Do vậy mà anh em phải liên hệ để chốt lại số lượng nha, rồi mình cân đối. Rồi anh em, giờ mình kết thúc cái video này nha anh em. Anh em nhớ liên hệ với mình nha,
Dạ, chào tạm biệt.